Hôm nay Trình của Minh Châu xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hai đôi lọ lộc bình của hai khách hàng đã đặt hàng chúng tôi, và trước khi là cho lên xe để chuyển đi cho vị khách thì chúng tôi quay lại clip cho quý vị cùng hai anh khách hàng đó xem. Một đôi bằng gỗ hương đỏ Nam Phi với kích thước là 1m57 nhân với 42, đường kính 42 và cao 1m57. Chúng tôi đang quay trực tiếp tại xưởng sơn PU. Chuyên sơn lọ. Còn cái xưởng sơn PU chuyên sơn tranh của tôi thì ở bên kia. Bên này của tôi là xưởng chuyên sơn lọ. Lọ và bàn ghế, những cái đồ nặng. Đôi này cũng vân rất là nhiều. Lúc mộc thì chúng tôi đã quay cho anh khách hàng xem rồi, và bây giờ chúng tôi quay lại một lần nữa cho anh Khải xem lại. Còn đây là đôi bằng gỗ mun đuôi công. Đôi này thì vân thì đẹp chấm hết luôn. Nó rất là nặng, đôi này là cao 1m76 và đường kính là 50cm. Đường kính 50 và cao 1m6. Còn cái anh to đùng bên cạnh đây thì là của khách hàng khác, chúng tôi quay ở cái clip khác. Cao 2m2, đường kính 70. Còn cái này thì cao 1m76, gọi cả 1m8, đường kính 50. Vân cực kỳ đẹp luôn, cái vân đen của cái gỗ mun này rất tuyệt vời ạ. Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.